Để có một không gian và trạng thái lái thoải mái, an toàn nhất với Ford Territory, bạn cần thiết lập, tìm hiểu một số vị trí cũng như tính năng ban đầu giúp bạn làm quen và sử dụng xe hiệu quả nhất. Một số thiết lập quan trọng gồm: cách chỉnh ghế lái, phanh tay điện tử, chỉnh gương chiếu hậu. Nếu xe của bạn có ghế chỉnh cơ, cách điều chỉnh ghế di chuyển trước và sau bằng một thanh dịch chuyển ở phía trước bên dưới của ghế. Bên cạnh hông ghế có tay điều chỉnh nâng hạ chiều cao, tay gạt tại khớp lưng ghế sẽ điều chỉnh góc nghiêng của tựa lưng. Với ghế lái chỉnh điện, bạn sẽ tìm thấy một cụm nút điều khiển bên hông ghế. Từ trước ra sau, nút tròn để điều chỉnh tăng giảm đệm cho vùng lưng ghế. Thanh nằm ngang điều chỉnh ghế tiến lùi trước hoặc sau. Kéo và ấn chỉnh độ cao của đệm ghế. Cuối cùng là một thanh đứng để điều khiển góc tựa lưng. For territory được trang bị phanh tay điện tử. Để sử dụng, bạn hãy kéo hoặc ấn nút phanh tay điện tử trên bảng điều khiển trung tâm tương ứng với kích hoạt hoặc hủy phanh tay điện tử. Hệ thống sẽ tự động nhả phanh tay điện tử khi xe vào số D và dây an toàn ghế lái được cài. Ngoài ra, khi bạn vào số P và tắt máy, phanh tay điện tử cũng được kích hoạt tự động. Tiếp theo Hãy chắc chắn bạn đã chỉnh các gương chiếu hậu trong và ngoài xe đúng tầm quan sát trước khi khởi hành xe. Hai gương chiếu hậu bên ngoài được tích hợp chức năng chỉnh và gập điện. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh gương lên, xuống, qua trái, qua phải, tương ứng với bốn nút điều hướng. Ngoài ra, gương chiếu hậu trong xe còn có chức năng chống chói tự động, giúp bạn có tầm quan sát tốt hơn khi lái xe ban đêm. Những thiết lập vừa rồi sẽ giúp bạn làm quen xe được dễ dàng và thiết lập dành riêng cho bạn để chuẩn bị cho những hành trình trải nghiệm bất tận cùng Ford Territory.